Xin kính chào quý vị và các bạn, khối khí lạnh đang suy yếu và lệch đông. Chính vì vậy mà hiện tượng nhiều mây và sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi vào thời điểm sáng sớm, khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Còn ban ngày thì tình trạng nắng sẽ còn duy trì, vì vậy mà nhiệt độ trong những ngày này sẽ có xu hướng tăng nhẹ, dao động trong ngưỡng là từ 25 cho tới 28 độ và có nơi cao hơn. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nắng đã lên từ sớm, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 28 độ. Tiết trời tạnh ráo thuận lợi cho các hoạt động trong ngày nghỉ cuối tuần của quý vị. Tối và đêm thì trời vẫn chuyển rét, hạ về còn khoảng 19 độ. Người dân cần phải lưu ý trang phục để bảo vệ sức khỏe. Với các tỉnh Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có thời tiết khá là tương đồng với các tỉnh thành Bắc Bộ. Sáng thì trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Và ban ngày thì trời sẽ có nắng nhiều hơn, mưa có chăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi với lượng không đáng kể. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng trở xuống tới Bình Thuận, thời tiết vẫn khá là ổn định, phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Có chăng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng là từ 27 cho tới 30 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ, thấp nhất tối và đêm chỉ khoảng 23 độ, trời se lạnh. Quý vị cần phải lưu ý trang phục, mưa có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối nhưng với lượng không đáng kể. Từ ngày mai thì trời sẽ tạnh ráo hơn, ban ngày có nắng nhiều hơn. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày hôm nay khá là ổn định, chủ đạo là ngày có nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến là từ 27 cho tới 30 độ. Khu vực Nam Bộ chủ yếu là từ 31 cho tới 34 độ và có nơi là trên 34 độ. Do ít mưa và ngày nắng kết hợp với độ ẩm lúc trưa chiều hạ xuống thấp nên nguy cơ cháy nổ tại khu vực Nam Bộ cũng ở mức cao. Với thành phố Hồ Chí Minh, tiết trời ngày hôm nay khá là nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho tới 34 độ. Đến tối và đêm thì lại chuyển mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất là 25 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.